là dùng vậy em bị ăn orderly mà đó chứng ăn orderly dùng vậy muốn là hai chỉ bộ phép lý đã display là mình máu cứ vì chỉ bộ phép bulleted format cứ về miền chốt chốt là cái nào bài này chốt chốt chân từ bà ok hay cứ dùng để xây thành nó là khả năng UL này bà ăn orderly hay vậy nhưng mà vậy để vì CS và đang dùng vậy miền thì bấm pull bà hay bây giờ vậy MP anodely tôi dùng vậy mình chẳng cứ vì mình tập hệ đó vì mình vùng mà mình admin mình chuyện là cái nào cái này bạn chẳng cứ dùng sắc xa MP thay bởi vì đá tại thay bởi vì mình nan mình square mình circle nó mình disk hay ní chỉ default với cứ dùng bởi disk hay dùng trong set với chỉ tập hệ circle các bạn dùng set với chỉ square các bạn nan các bạn cho ní chỉ example bởi vì bạn trong default bây giờ sẽ mắc cứ vì chỉnh một bài này bà ta bất mình tranh chẳng để vì tranh ở ô không mày bà giả nên nó không PowerPoint bị load áo ấy bà vì tranh không mày đặt chẳng đá tại một mô địch nè hay đặt bây dương đặt type vì chỉ một phê type circle bà click đổ bà type được circle chẳng vì đừng tranh mà là khả năng bài này bà hay bây giờ như đặt type vì chỉ một phê square vì đừng tranh mà là khả năng bài này hay bây giờ đặt type vì chỉ một phê nắn cứ vì load đây tầng ở ok, ở lại dương châu tôi không VS Code để nhóm bật cả đó như vô lên tình mong tới và chẳng nhóm đã file mới đặt thành list dot html ok, hãy dương tôi sẽ html mà và nhóm dạy bộ đi vô mong tới chẳng nhóm dạy em phí orderly môn ol chẳng đi nhóm dạy chẳng phải dương phương orderly cứ dương thả miền bác miền bật hay là nó cứ dương tôi sẽ thiết nó không lý thể lại em nói thì họ được chỉ nhầm đã tha không ai chúng ta bà. Ok họ lại lên một điểm máu nhầm đã cần đặt dân tới mà tới dân tới và lên một điểm máu ok history dân tới anh chấm là nhầm thuộc cả lại vì nó còn đi qua dưỡng ok đi nhầm hiệp cho mày hiện ở mày hiện ti bầm bốn đế nhầm lục cháu vĩnh ok, nếu vì chân mà lệ riêng mới bị bởi à, lỡ nhầm trong đồ với tờ chí ở lệ đồng bằng chân cư dương thở bị thật thép và hay thép cư dùng nữa vì chân oi này nhưng trong màn mới dạy chân thầy mà lỡ trong màn chữ E vậy bị đồ thở E đồ E nó mà đặt E tút control F nó vì chân phần này và hồi nhầm đồ thở là sau I tút vì chân trẻ nhưng là I thốn vì chân trẻ ok chân là nó cứ chê bập hết lý đà miên lệ lầm đạo hay mỗi tiết cứ an orderly bà. Cứ dụ ở trong miền bắc mình bật được kia nhưng sống copy lửa đó về đôi kia đó bà. Trong lý nó cứ bị tranh đất là cái nào bạn đi phần tác bởi sân này dương trong bán viết chia bộ phê sơ khó dương vờ type bà type equal to sơ khó mà bị tranh một bài này I-S-Q-U-A-R-E square chính một bài này thứ có dùng ở trong bài miễn của bạn nó dùng là sẽ nằm nhiều mong tới miễn để bà mùi tiết dương ai vừa chọn cái bán mà này thà này vì ở orderly này orderly đã hay thoáng cả lại list này bà nhóm time ở này cái tôi mà tăng thì các bạn này bà ok nhóm đã lại mạt chưa cứ nhóm mà đọc biện mạt mong tới mà cứ dương ai bật cao nơi UL được có an order list nữa không nó man mà ta tiện mà những time ở ai to tiện mà thì họ được chia để thiểm ở lại tiện mà ok CE chẳng đi và tôi thường cho nói này cứ em trong man này tha ở tìm mối này cứ chia bộ hết order list phần tái nó không nâng ATP nó cứ dùng ai time list mà toàn tiện bán nên cái hạt nested list này dương ai thơ dư bộ phê là cái này anh order list bàn hay biệp này hay để dương do mà apply với nó không navigation bàn nè mà này tha hắn ấy cứ chia bộ phê order list dương tự rồi có anh order list dương tự phần đấy nó phải để dương cho từ lớn nắng rồi có nó không nắng cứ viên stock tốc nữ li xem xem địa đại nóng nắng viên to và tôi thì chẳng là chẳng là nắng cứ nhưng mà apply là cái nào bài này ok chúng ta sẽ tăng từ năng lý cứ miền tập phần năng thế hay bổ sung để nó trong vô làm việc cả thứ navigation bar dùng tam nan to tiền là hồ đó mới riêng trong cloud mới riêng gì ấy nhưng phiêu đó thì làm việc cả thứ biển static website hay về riêng job gì ấy
mà dương hiện JavaScript chọc JavaScript dương liên MySQL nâng PHP tiết và dương nâng build dynamic website tương ọc này bà. Ok, chứ mình đã bắn năng hãy chụp lên ở video khỏi tiếp.